Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mobile Game TV. Và trong video ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn cách để có thể ấn đi cái phím ảo. Đấy, chỗ mình đang bấm đây này. Trên hệ điều hành Android. Hệ điều hành Android, mình nghĩ là từ Android 9 đổ lên là có cái tính năng ẩn phím ảo ở một số tùy biến của các hãng như là Xiaomi và cả Oppo. Và một số hãng khác thôi, mình cũng không rõ mấy, nhưng mà hiện tại mình đang chỉ có hai cái dòng máy này thôi. Để mà làm được cái việc này, các bạn vào cho mình là phần cài đặt này. Tại mục cài đặt này, các bạn kéo xuống cái mục cài đặt bổ sung cho mình. Rồi tiếp theo, các bạn là vào cho mình là phần full screen display này. Rồi tại đây, các bạn chọn cho mình là full màn hình này, full screen này. Rồi tiếp theo nữa là các bạn kéo xuống dưới này để các bạn học các cách lướt lên, lướt xuống hoặc là lướt sang trái, lướt sang phải gì đấy. Mỗi một hãng nữa sẽ có cái cử chỉ lướt khác nhau nha các bạn, cho nên các bạn lướt xuống đây để mình có thể học và làm quen. Đấy, giả sử như mình lướt từ bên phải sang là trở về, đấy, từ bên trái sang cũng là trở về, và từ dưới lên là tắt. Đó, bây giờ là thành quả của mình là sẽ không còn cái nút ảo ở dưới này nữa. Đó, mình sẽ lướt từ dưới lên là để tắt này, các bạn thấy không? Thật đơn giản phải không các bạn? Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách ẩn bàn phím ảo của điện thoại trên hệ điều hành Android từ Android 9 đổ lên nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy để lại cho mình lượt like, share hoặc là đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.